Sau cuộc gặp với Pentagon và CEO của Boeing và Lockheed, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông đang cố gắng cắt giảm chi phí mua máy bay của chính phủ. Thực tế, sau khi đắc cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã từng chỉ trích những công ty này và đe dọa sẽ hủy một số hợp đồng với các bên. Ông cho rằng chi phí mua máy bay của chính phủ là quá cao và yêu cầu chính phủ liên bang hủy hợp đồng mua máy bay Air Force One trị giá hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, ông cũng đưa ra chính sách thay thế dùng máy bay chiến đấu F-35 trị giá khoảng 400 tỷ đô la Mỹ. Bởi đây là thế hệ máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất trong hệ thống vũ khí được 6 quốc gia trên thế giới sử dụng. Đây là một trong những bước đi nhằm tiết kiệm chi phí quốc gia với những hợp đồng chi tiêu tiền tỷ. Là một phần trong chính sách kinh tế của mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa sẽ giải quyết những chi phí mua sắm của chính phủ, bao gồm việc khắt khe hơn với những giao dịch thương mại với Trung Quốc, đồng thời tiến hành đàm phán lại những thỏa thuận thương mại đa phương với nước này. Cũng trong chính sách kinh tế và giải quyết việc làm của mình, ông Trump cho biết ông sẽ đem lại nguồn việc làm thuê ngoài trở lại Mỹ nhằm làm giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ.